Chào các em, thầy lại quay trở lại với lớp chúng ta ở cái nội dung làm chiếc đồng hồ đeo tay. Nội dung này tiếp theo cái nội dung của tuần trước mà thầy đã hướng dẫn cho các em. Sau đây thầy sẽ nhắc lại các bước lý thuyết để các em nắm. Sau đó thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy. Với nội dung của bài này, thầy hy vọng chúng ta sẽ có những cái sản phẩm cho chính mình thật sự hấp dẫn và thật sự sáng tạo. Sau đi vào phần nội dung chi tiết. Phần chuẩn bị dụng cụ. Tương tự như những nội dung trước, các em cần phải chuẩn bị cho thầy đó chính là giấy thủ công màu. Tất nhiên là màu gì cũng được, các em chọn cho mình cái màu nào mà các em yêu thích nhất. Tiếp nữa là các em cần phải chuẩn bị đó là bút chì. Đến cái bài này thì cái cây bút chì thật sự cần thiết. Và cái dụng cụ thước kẻ nó sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Tiếp theo nữa là dụng cụ chính là cái kéo. Nó sẽ giúp cho các em cắt theo những cái đường mà các em vừa kẻ đó một cách chính xác nhất. Sau cùng là hồ dán. Sau đây thầy mời các em xem lại toàn bộ hướng dẫn. 1. Gấp mặt đồng hồ. Bước 1. Lấy tờ giấy màu vàng, cắt thành một nan giấy dài 21 ô, rộng 3 ô, gấp đầu giấy vào theo đường dấu gấp. Bước 2. Miết ký đường gấp, tiếp tục gấp cuốn cho hết nan giấy được mặt đồng hồ. Quay mặt đồng hồ khoảng 90 độ. Chú ý, các em gấp cho những khoảng cách mỗi nếp gấp đều nhau. 2. Gắn mặt đồng hồ vào dây đeo. Bước 1. Lấy tờ giấy màu nâu, cắt thành một nan giấy dài 36 ô, rộng 3 ô, cắt cong hai bên đầu nan giấy. Đặt dây đồng hồ dưới nếp gấp cuối của mặt đồng hồ, ta gấp theo dấu gấp. Bước 2. Vừa gấp, vừa luồn nan dây đồng hồ vào khe giữa của những nếp gấp mặt đồng hồ. Bước 3. Quay mặt đồng hồ ra trước, kéo thẳng đầu nan cho nếp xếp khít chặt để giữ mặt đồng hồ và dây đeo. 3. Trang trí đồng hồ đeo tay. Bước 1. Quay đứng đồng hồ lên để việc vẽ số lên đồng hồ sẽ dễ dàng hơn. Bước 2. Cắt một nan giấy dài 8 ô, rộng 1 ô, ta uốn cong và dán hai đầu nan giấy được dây gài. Bước 3. Gài dây vào giữa khe mặt đồng hồ, gắn dây gài vào dây, được đồng hồ đeo tay. Có thể trang trí thêm cho mặt đồng hồ, cắt giấy trắng thành một hình tròn khoảng 3 ô, dán vào giữa mặt đồng hồ. Chú ý, dán hình tròn trước khi vẽ số.
Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào cái phần thực hành làm một chiếc đồng hồ đeo tay. Và thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy chúng ta sẽ thực hiện làm cái chiếc đồng hồ đeo tay này như thế nào. Đầu tiên thì các em cần phải chuẩn bị cho thầy các cái tờ giấy thủ công màu. Chúng ta cần phải có tờ giấy thủ công màu nâu để làm cái dây đeo, và cái giấy thủ công màu vàng để làm cái mặt đồng hồ. Trước hết, thầy sẽ cắt cái giấy thủ công màu vàng này thành một cái nang giấy có cái độ rộng là 3 ô và chiều dài là 21 ô. Chúng ta lật tờ giấy thủ công lại. Chúng ta tính 21 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ô. Và rộng là 3 ô. 1, 2, 3 ô. Thầy, các em xác định 4 cái điểm như vậy. Và bây giờ thầy sử dụng kéo thầy lấy, thầy cắt. Thầy được một cái nang giấy thủ công màu vàng với chiều rộng là 3 ô và chiều dài 21 ô như thế này. Tiếp tục, chúng ta cắt luôn cái tờ giấy thủ công màu nâu này để làm cái dây đeo. Để làm cái dây đeo thì thầy sẽ cắt cái dây này có độ rộng cũng 3 ô, nhưng mà chiều dài thì thầy sẽ cắt dài hết cái tờ giấy thủ công này. Đấy, 3 ô. Đấy. Và như vậy thầy có được một cái nang màu nâu với chiều rộng cũng là 3 ô và chiều dài là hết tỉ giấy thủ công. Sau đó thầy sẽ sử dụng cái nang màu vàng này, thầy gấp cái mặt đồng hồ trước. Thầy lật ra mặt sau. Và thầy sẽ gấp từ bên trái vào. Mỗi lần gấp như vậy là 3 ô. Các em lưu ý cho thầy. Thầy xếp vào đây 3 ô. Đấy, 3 ô. Miết kỹ. Tương tự như vậy các em gấp tiếp 3 ô. Chúng ta gấp cho đến khi nào hết cái tờ giấy thủ công này thì thôi. 3 ô. 3 ô. Các em nhớ là miết kỹ. À, chúng ta đã hết tỉa thủ công thì thầy được như thế này. Gấp cái lần cuối cùng là như thế này. Sau đó thầy được như thế này. Sau đó thầy xoay cái này xuống. Các em lưu ý này. Thầy xoay cái mặt này này xuống dưới. Đây. Xoay xuống dưới. Xoay xuống dưới này. Đó. Tiếp theo thầy sẽ lấy cái nang màu nâu này thầy luồn qua đây. Thầy luồn qua cái mặt đồng hồ này. Thầy luồn vào cái nếp gấp cuối cùng này. Thầy luồn vào. Đó, các em chú ý thầy luồn vào đây. Đấy. Sau đó thầy gấp cái phần mặt đồng hồ này vào một lượt này. Sau khi thầy luồn sang, các em thấy thầy luồn qua này, thấy chưa? Thầy luồn qua thì thầy gấp cái mặt đồng hồ này vào. Đấy. thầy gấp xong thì thầy luồn cái nang đồng hồ này
vào ở giữa cái mặt đồng hồ, vào cái nếp gấp ở giữa của cái mặt đồng hồ. Ở giữa các anh nha. Đấy. Chúng ta luồn qua. Các em có thể cắt cái dây này nó nhỏ hơn một chút để chúng ta dễ luồn. Đó. Chúng ta luồn qua. Khi các em luồn qua thì các em kéo mạnh về phía bên trái. Kéo từ từ. Đó. Và kéo mạnh vào. Rồi. Kéo hết vào phía bên phải như thế này. Các em miết kỹ. Thì chúng ta đã được cái mặt đồng hồ như thế này. Đấy. Được cái mặt đồng hồ như thế này. Thấy chưa? Rồi. Sau đó. Các em luồn cái dây này qua thêm một lần nữa. Qua thêm một lần nữa. Luồn qua thêm một lần nữa. Đấy. Thầy luồn qua thêm một lần nữa. Và như vậy thầy đã có được cái đồng hồ đeo tay như thế này. Thì tùy vào cái tay của các em lớn hay là nhỏ thì chúng ta có thể thay đổi, chúng ta nới ra để đeo nó vào, hoặc là chúng ta thu lại để cho nó nhỏ hơn. Đó, thì thầy được một đồng hồ như thế này. Tiếp theo, các em cần phải có một cái nang giấy cũng màu vàng. Màu vàng. Nhưng mà chúng ta chỉ cần rộng một ô thôi. Rộng một ô thôi và dài khoảng độ 8 ô. Đây, thầy sẽ lấy cái màu vàng. Thầy cắt một cái nang giấy rộng một ô. Và dài 8 ô. Để làm gì? Chúng ta sẽ dán cái nang này vòng qua cái dây này để tạo thành cái dây gài. Cái dây gài. Các em bôi hồ ở đây. Chúng ta luồn vào, chúng ta dán tương tự như là cái dây xúc xích đó. Đó. Chúng ta nán qua đây. Luồn qua đây. Luồn qua cái dây màu nâu này. Các em dán hai đầu này lại. Em đợi cho nó khô. Đợi cho nó khô. Đấy. Như vậy các em có thể luồn vào cái dây này để chúng ta tạo thành một cái đai đồng hồ như thế này. Đó. Đai đồng hồ như thế này. Bây giờ chúng ta quay cái đồng hồ này xuống. Quay cái đồng hồ này xuống để các em trang trí thêm. Tức là gì? Các em vẽ kim dài chỉ phút, kim ngắn chỉ giờ và kim dây vào đây. Đó. Ví dụ thầy lấy bút chì, thầy vẽ thêm. Đây là số 12. Đây là số 6, 6 giờ. Bên này là số 3, là 3 giờ. Bên này là 9 giờ. Đấy. Thầy vẽ kim ngắn vào đây. Kim dài vào đây.
và kim dây vào đây. Đó. Các em có thể vẽ thêm các cái khắc giờ này và để trang trí. Đây, trang trí. Và như vậy, thầy đã làm xong cái đồng hồ đeo tay bằng giấy thủ công màu. Các em có thể vận dụng các cái bước này. Sau đó chúng ta thay đổi cái màu của giấy thủ công để chúng ta có được những cái đồng hồ với nhiều màu sắc khác nhau. Ví dụ các em muốn cái mặt này là màu trắng thì chúng ta sẽ sử dụng giấy trắng để chúng ta làm. Chúng ta muốn cái dây này màu đỏ thì chúng ta sẽ sử dụng giấy màu đỏ để chúng ta làm. Và như thế là chúng ta hoàn thành cái đồng hồ đeo tay. Và như thế là thầy vừa hướng dẫn hoàn thành nội dung của bài làm chiếc đồng hồ đeo tay. Với nội dung của bài này thì thầy hy vọng chúng ta về chúng ta có thể làm ra được nhiều cái đồng hồ khác nhau nữa, nhiều màu sắc khác nhau hơn nữa để chúng ta có thể tặng cho ba mẹ, anh chị hoặc là em của mình. Chúc các em có những sản phẩm sáng tạo.